Tú Nhi ngày càng bạo dạn, tay trong tay lượn khắp phố phường, tổ chức sinh nhật cho nhau cực dễ thương. Lúc chưa yêu kiểu anh mê em, em từ chối nhiều lần lắm. Khi yêu không biết em là người yêu của anh Tú là được. Mời đẹp, mời đẹp. Diệu Nhi, anh Tú từng có mặt tại Phan Thiết để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Cặp đôi thoải mái xuất hiện vui vẻ bên nhau và được khá nhiều khán giả ghi lại. Có thể thấy vợ chồng diễn viên nắm tay tình tứ khi đi dạo phố và mua sắm. Anh Tú còn ân cần nắm chặt tay khi dắt Diệu Nhi sang đường. Khán giả được dịp phấn khích vì đây là lần đầu tiên cả hai công khai nắm tay nhau sau khoảng thời gian dài kín tiếng. Điều quan trọng cần chuẩn bị cho ngày trọng đại đối với Diệu Nhi là việc lựa chọn váy cưới. Nữ diễn viên cho biết mất khoảng thời gian 7 tháng để chuẩn bị những bộ trang phục ưng ý. Cô không yêu cầu bộ váy quá sức lộng lẫy, thiết kế phức tạp mà ưu tiên sự đơn giản, chất liệu vải thoải mái và dễ di chuyển. Sau nữ vu quy đại náo còn chọn một chiếc váy cưới ngắn. Thiết kế này giúp cô dễ quẩy cùng dàn khách mời sau khi hoàn thành nghi thức long trọng. Trước thềm đám cưới diễn ra, cặp đôi anh Tú Diệu Nhi cùng nhau phát cẩu lương làm dân tình không khỏi ghen tị. Nữ diễn viên còn tổ chức sinh nhật cho chồng sắp cưới, làm đàn trai cảm động. Câu chuyện tình yêu lâu bền và viên mãn của đôi trai tài gái sắc luôn được dân tình bàn tán, dành những lời khen có cánh. Đặc biệt trước thềm đám cưới, cả hai nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, khiến dân tình ghen tị. Diệu Nhi còn tổ chức sinh nhật cho anh Tú ngay trong đêm, khiến ai nấy chiêm ngưỡng đều phấn khích vì cặp đôi quá đỗi hạnh phúc và viên mãn. Những thông tin liên quan tới cặp đôi anh Tú Diệu Nhi cũng như đám cưới của họ được người hâm mộ Việt quan tâm hơn bao giờ hết. Đặc biệt công chúng còn soi ngay thấy tiệc sinh nhật ấm áp mà diễn viên 9X tổ chức cho anh Tú. Được biết 3 tháng 10 là sinh nhật của nam ca sĩ nên bà xã đã đích thân chuẩn bị bánh kem tới cho chồng với biểu cảm hết sức phấn khích. Trong đoạn video này, dân tình bắt gặp khoảnh khắc nữ diễn viên hài Diệu Nhi cầm bánh kem đã cắm sẵn nến mang tới cho anh Tú. Nam ca sĩ cũng không khỏi phấn khích khi nhận được món quà bất ngờ từ bạn đời của mình. Anh nhanh chóng nhắm mắt ướt, thổi nến và không quên cười thật tươi, thể hiện sự hạnh phúc vô bờ. Đặc biệt khi chiêm ngưỡng hình ảnh mà giọng ca Mình Đừng Quên Nhau chia sẻ trên mạng xã hội, dân tình cũng đã đoán được có sự xuất hiện của Diệu Nhi. Lý do là bởi hình ảnh anh Tú đăng tải chào tuổi mới có sự xuất hiện của chiếc bánh kem màu trắng. Trên đó có ghi dòng chữ "Ngày của anh, 3 tháng 10". Dân tình nhanh chóng đoán ra được những lời lẽ ngọt ngào ấy chỉ có thể đến từ Diệu Nhi. Có vẻ như sau khi công khai giấy đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới, cặp đôi bạo dạn hơn hẳn. Nếu như trước kia họ hiếm khi khoe ảnh chụp cùng hay xuất hiện với nhau, thì đây lại ngược lại. Cặp đôi làm dân tình quán quéo trước những hành động ngọt như mía lùi. Họ cùng nhau tới địa điểm diễn ra lễ cưới để đích thân giám sát, kiểm tra, tránh sai sót. Cặp đôi Tú Nhi cũng làm dân tình được phen náo loạn khi đi cùng nhau bằng trực thăng tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Điều đáng nói hơn cả là chủ nhân hiếp đến cuối cùng lại cô đơn, luôn dành cho vợ sắp cưới những hành động ngọt ngào nhất. Dân tình phải mắt tròn mắt dẹt, la ó vì quá ghen tị khi anh Tú xuống trực thăng trước và đưa tay đỡ Diệu Nhi xuống theo. Không chỉ vậy, khi đi mua sắm đồ, cặp đôi cũng không rời nhau nửa bước. Chứng kiến điều này, công chúng thầm ngưỡng mộ họ vì sau bao năm yêu nhau vẫn giữ được tình cảm đẹp như ngày đầu. Sau khi công khai kết hôn, cặp đôi Tú Nhi không ngại xuất hiện cùng nhau, thể hiện tình cảm ngọt ngào quá đỗi. Cặp đôi cũng luôn nhớ kỷ niệm trọng đại và không quên mang đến cho đối phương những khoảnh khắc hạnh phúc. Bạn nghĩ sao về việc Diệu Nhi tổ chức sinh nhật cho anh Tú? Hãy chia sẻ bình luận bên dưới cho tụi mình cùng biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.